Thầy chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông môn lịch sử của báo Thanh Niên. Chúng ta đã ôn tập một số những chuyên đề về sử Việt Nam và đến ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập những chuyên đề về sử thế giới. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập một cái chuyên đề về sử thế giới có tên gọi là trật tự thế giới từ năm 1945 cho đến năm 2000. Trong chuyên đề này chúng ta sẽ đi đến ôn tập một số những nội dung sau đây. Đầu tiên, đó là sự hình thành một trật tự thế giới mới bắt đầu từ hội nghị dân ta. Sau đó là chiến tranh lạnh kéo dài từ năm 1947 cho đến năm 1989. Phần kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh kết thúc. Và cuối cùng, đó là xu thế toàn cầu hóa. Thầy mời tất cả chúng ta cùng theo dõi. Fighting, giúp bạn tự tin thì tốt. Thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai xuất phát từ một hội nghị có tên gọi là hội nghị dân ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm mấu chốt quan trọng nhất của hội nghị này. Đầu tiên, đó là thời điểm của hội nghị dân ta. Hội nghị dân ta được tổ chức vào thời điểm Thế chiến II sắp kết thúc, hay còn có một cách gọi khác là bước vào giai đoạn kết thúc, có nghĩa là vào khoảng tháng 2 năm 1945. Thành phần tham gia hội nghị dân ta gồm có 3 quốc gia thuộc phe đồng minh, đó là Anh, Mỹ, Liên Xô. Mục tiêu của hội nghị dân ta gồm có 3 mục tiêu cơ bản sau đây. Hội nghị dân ta được nhóm họp nhằm mục tiêu thứ nhất là nhanh chóng đánh bại phe phát xít. Thứ hai là tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. Và mục tiêu thứ ba cũng là mục tiêu quan trọng nhất, đó là phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. Hội nghị dân ta đã ký kết bao gồm một số những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật tại châu Á Thái Bình Dương. Hội nghị dân ta cũng đã đưa ra ý tưởng thành lập một tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới có tên gọi là Liên Hiệp Quốc. Và nội dung thứ ba đó là thỏa thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước ở khu vực châu Âu và châu Á. Trong phần này, để rõ hơn, chúng ta nên xem thêm phần phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á giữa các nước Anh, Mỹ, Liên Xô trong sách giáo khoa. Cụ thể, chúng ta có thể nắm một cách cơ bản là toàn bộ khu vực phía Đông châu Âu sẽ do Liên Xô quản lý, toàn bộ khu vực phía Tây châu Âu sẽ do Anh, Mỹ quản lý, Đông Đức sẽ do Liên Xô quản lý và Tây Đức sẽ do Anh, Mỹ quản lý. Khu vực châu Á thì có thể dễ hình dung rằng là tất cả những thuộc địa trước đây của đế quốc nào thì sẽ trả lại cho đế quốc đó. Hội nghị dân ta đã có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó là khuôn khổ của trật tự thế giới mới, có tên gọi là trật tự hai cực dân ta. Hai cực dân ta ở đây chúng ta có thể thấy rất là rõ, đó là cực,
tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và cực sâu chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. Chúng ta qua phần kế tiếp là tìm hiểu về một quan hệ quốc tế diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1947 cho đến năm 1989. Và hình thái quan hệ quốc tế này đã chi phối tất cả những sự kiện về lịch sử quốc tế trong khoảng thời gian từ năm 1947 cho đến năm 1989. Đó chính là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là gì? Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô là trụ cột. Như vậy, chiến tranh lạnh xuất phát từ đâu? Có thể thấy rất là rõ là trong khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ cho đến lúc kết thúc thì Mỹ và Liên Xô đã cùng một phe, đó là phe đồng minh. Tuy nhiên, đến năm 1947 thì chiến tranh lạnh đã bùng phát do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô. Trong khi Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới, thì ngược lại, Mỹ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Phần kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về diễn biến của chiến tranh lạnh. Trong phần diễn biến này, chúng ta sẽ lưu ý những sự kiện quan trọng, những mốc thời gian quan trọng của chiến tranh lạnh. Sự kiện được xem như mở đầu cho chiến tranh lạnh, đó chính là thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman tại Quốc hội Mỹ vào ngày 12 tháng 3 năm 1947. Trong thông điệp đọc trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mỹ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu đô cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn làn sóng xã hội chủ nghĩa. Kế tiếp, sự kiện chúng ta cần phải lưu ý đó là sự kiện cho thấy chiến tranh lạnh bao trùm khắp thế giới. Đó chính là sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 tại Washington, Mỹ và 11 nước phương Tây đã ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Sau đó, Hiệp ước này mở rộng, có thêm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức vào thời điểm năm 1955, Tây Ban Nha năm 1982. Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mỹ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Để đáp trả, tháng 1 năm 1949, Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa đã thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Đến tháng 5 năm 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu lại tiếp tục thành lập Tổ chức Hiệp ước Warsaw, một liên minh chính trị quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. Như vậy có thể thấy rất là rõ, sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Warsaw đã đánh dấu xác lập cục diện hai cực hai phe, và điều này cho thấy chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới. Về đặc điểm tính chất của chiến tranh lạnh, chúng ta có thể thấy rất là rõ chiến tranh lạnh diễn ra trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, đến kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Ngoại trừ sự xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa hai cường quốc thì chuyện này không có. Có nghĩa là Mỹ và Liên Xô chưa bao giờ trực tiếp đánh nhau. Và sự căng thẳng mà Mỹ và Liên Xô tạo ra chủ yếu là trên cái lĩnh vực chạy đua vũ trang, cũng như là can thiệp vào một số những cuộc chiến tranh cục bộ, ví dụ như chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Triều Tiên. Là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam, trải qua hơn 23 năm thành lập, trường đại học Nguyễn Tất Thành tự hào mang đến cho người học những chương trình giảng dạy chất lượng được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao với 14 lĩnh vực đào tạo đa ngành đa bậc học. Với triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệm, nhà trường luôn liên tục cập nhật và nâng cấp trang thiết bị hiện đại nhằm tăng cường trải nghiệm đối với người học. Chất lượng đào tạo trường đại học Nguyễn Tất Thành được các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế công nhận, đơn cử 4 sao của tổ chức US Star Anh Quốc, 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUNQA, 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xếp hạng 4 sao theo hệ thống đối sánh giáo dục đại học UPM. Trong năm học 2022-2023, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến tiến hành xét tuyển đại học chính quy theo 4 phương thức sau. Phương thức 1, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phương thức 2, xét tuyển học bạ trung học phổ thông đạt một trong các tiêu chí. Xét tổng điểm trung bình một học kỳ lớp 10, 11, 12 từ 18 điểm trở lên. Tổng điểm trung bình 5 học kỳ từ 30 điểm trở lên.
điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Phương thức 3, xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo dạng cử tuyển, riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 1900 2039. Đại học Nguyễn Tất Thành, đoàn kết, hội nhập, năng động, trí tuệ, trách nhiệm. Như vậy, chiến tranh lạnh có tác động gì đối với tình hình lịch sử thế giới? Thì chúng ta sẽ chuyển qua phần tác động. Chiến tranh lạnh đã làm cho thế giới ở trong tình trạng căng thẳng và các cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở Đông Nam Á, ở Triều Tiên, ở Trung Đông, luôn luôn có sự hỗ trợ về mặt vũ khí, thậm chí là có sự tham gia trực tiếp từ Mỹ và Liên Xô. Ví dụ như chiến tranh Đông Dương từ năm 1954 cho đến năm 1975 diễn ra tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thì Mỹ đã can thiệp bằng cách là viện trợ quân sự cho Pháp. Lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì có sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc. Chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 cho đến năm 1953 cũng có sự can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Và cuộc chiến tranh cục bộ kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất đó chính là cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975. Mỹ đã dùng lực lượng quân sự cũng như là viện trợ quân sự để kéo dài tình trạng chia cắt của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu chiến tranh lạnh kết thúc vào thời điểm nào và những tác động của sự kiện này đối với tình hình của lịch sử thế giới. Chiến tranh lạnh kéo dài đến năm 1989 thì kết thúc. Sau 40 năm chiến tranh lạnh đã làm cho Mỹ và Liên Xô tốn kém và suy giảm thế mạnh của mình trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Liên Xô còn lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mặt khác, sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu cũng khiến cho Mỹ và Liên Xô phải nhìn nhận lại chiến tranh lạnh. Do vậy, đến thời điểm năm 1989, Mỹ và Liên Xô đã kết thúc chiến tranh lạnh. Và sự kiện cho thấy rằng chiến tranh lạnh kết thúc đó chính là cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống Mỹ và Liên Xô tại Manta. Chiến tranh lạnh kết thúc có ý nghĩa gì, có tác động gì đối với lại quan hệ quốc tế? Thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là việc kết thúc chiến tranh lạnh đồng nghĩa với việc là mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô sẽ tạm thời bị dẹp bỏ. Cho nên nó sẽ góp phần rất là quan trọng để giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp quốc tế mà trước đó do sự mâu thuẫn và Mỹ và Liên Xô đã không được giải quyết tại Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Trong thời điểm chiến tranh lạnh sắp kết thúc vào thập niên 70 thì xu thế hòa hoãn Đông Tây là một trong những xu thế rất là quan trọng của quan hệ quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại một số những sự kiện biểu hiện cho thấy xu thế hòa hoãn Đông Tây đã xuất hiện vào thập niên 70 và tạo tiền đề cho chiến tranh lạnh kết thúc. Vào tháng 11 năm 1972, Cộng hòa Liên bang Đức đã ký với Cộng hòa Dân chủ Đức hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Sự kiện này có một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là nó làm cho tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt. Vào tháng 8 năm 1975, Mỹ và Canada cùng các nước châu Âu đã ký một định ước có tên gọi là định ước Helsinki. Định ước Helsinki này cũng có một ý nghĩa rất là quan trọng với lại tình hình quan hệ quốc tế ở châu Âu, đó là tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh ở châu Âu. Hai sự kiện này đã thể hiện rõ ràng vào thập niên 70, xu thế hòa hoãn Đông Tây đã xuất hiện và tạo tiền đề cho việc kết thúc chiến tranh lạnh. Như vậy, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc thì trật tự thế giới sẽ được hình thành theo hướng như thế nào? Tất cả chúng ta cần phải lưu ý rằng là mặc dù chiến tranh lạnh kết thúc vào thời điểm năm 1989, tuy nhiên trật tự thế giới mới vẫn chưa được hình thành cho đến thời điểm năm 1991, khi mà Liên bang Cộng hòa Xô chủ nghĩa Xô Viết bị sụp đổ, thì thời điểm đó mới chính là thời điểm trật tự hai cực dân ta sụp đổ. Trật tự hai cực dân ta sụp đổ sẽ đưa thế giới bước sang một cái giai đoạn hình thành một trật tự thế giới mới theo khuynh hướng một là đa cực, hai là đơn cực. Thì trong khoảng thời gian sau này chúng ta có thể nhìn nhận thấy trật tự này. Tuy nhiên, dù là đơn cực hay đa cực thì quan hệ quốc tế vẫn sẽ phát triển theo những cái xu hướng cơ bản sau đây. Thứ nhất,
là trật tự thế giới mới đang được hình thành theo xu hướng đa cực, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rất là nhiều quốc gia đang vươn lên trở thành những cái cực phát triển kinh tế rất là mạnh mẽ, ví dụ như là Mỹ, Tây Âu, Nhật, Nga, Trung Quốc. Và tất cả các quốc gia khi muốn vươn lên trở thành một cực của thế giới đều điều chỉnh chiến lược phát triển. Và cho đến giai đoạn hiện nay có thể thấy rất là rõ là sự phát triển về mặt kinh tế luôn luôn là trọng tâm, chứ không phải là một cái quốc gia xây dựng thế mạnh về mặt quân sự. Sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mỹ một lợi thế tạm thời, và Mỹ đã cố gắng thiết lập trật tự đơn cực bằng rất là nhiều những biện pháp nhằm gia tăng cái quyền lực của Mỹ trên thế giới để thiết lập trật tự đơn cực, để thực hiện cái âm mưu bá chủ thế giới. Tuy nhiên, điều này thật sự là không dễ dàng. Hòa bình thế giới được củng cố, nhưng cho đến hiện nay vẫn còn nhiều nơi không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự, ví dụ như ở bán đảo Băng Căng, ở châu Phi, ở Trung Á, v.v. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu một xu thế quốc tế xuất hiện trong khoảng thời gian sau thập kỷ 70, và nó trở thành một trong những cái xu thế rộng khắp toàn bộ thế giới. Đó chính là xu thế toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là gì? Đầu tiên chúng ta cần phải xác định rằng toàn cầu hóa là hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ của những mối quan hệ, những ảnh hưởng, những tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Để có thể hiểu rõ hơn toàn cầu hóa, thì chúng ta nên tìm hiểu những biểu hiện của toàn cầu hóa. Làm cách nào để có thể biết được rằng một quốc gia đó đang bị ảnh hưởng của toàn cầu hóa hay là không? Thì chúng ta nên lưu ý một số những biểu hiện sau đây. Biểu hiện đầu tiên, đó là sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. Điển hình như hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có một cái sự tác động về mặt thương mại rất là lớn. Chưa bao giờ người ta có thể nhận thấy rằng là sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế lại phát triển một cách mạnh mẽ như là hiện nay. Điển hình, ví dụ như là đại dịch COVID-19 khi mà xảy ra ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đều có thể tác động một cách rất là mạnh mẽ đối với lại thương mại của toàn cầu. Biểu hiện thứ hai, đó là sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đến hiện nay thì ở Việt Nam của mình đã có rất là nhiều những công ty xuyên quốc gia. Và sự phát triển của nhiều công ty xuyên quốc gia, sự xuất hiện của nhiều công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. Biểu hiện thứ ba, đó là sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn. Và biểu hiện thứ tư, đó là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại tài chính quốc tế và khu vực. Có thể điểm qua một số những cái tổ chức thể hiện cái xu thế toàn cầu hóa, đó chính là tổ chức Liên minh châu Âu hay là tổ chức Hiệp hội các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, v.v. Như vậy, xu thế toàn cầu hóa có tác động gì đối với lại tình hình của thế giới? Chúng ta cần phải lưu ý rằng xu thế toàn cầu hóa là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, là xu thế khách quan và thực tế không thể đảo ngược. Do vậy, xu thế toàn cầu hóa sẽ có tính hai mặt. Cụ thể tính hai mặt là gì? Tính hai mặt có nghĩa là toàn cầu hóa là cơ hội rất to lớn cho các nước đang phát triển, nhưng đồng thời nó cũng sẽ tạo ra những thách thức cho chính những quốc gia này. Và xu thế toàn cầu hóa với tính hai mặt này đã đặt ra một cơ hội cho đất nước Việt Nam nắm bắt cơ hội vượt qua thử thách để phát triển, thì đó là một trong những vấn đề sống còn của nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Các em học sinh thân mến, như vậy chúng ta vừa mới điểm qua những kiến thức cơ bản của chuyên đề Trật tự thế giới từ năm 1945 cho đến năm 2000. Hy vọng chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Hãy chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những chuyên đề sau. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay.
hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.